chào tất cả anh em nhá. Chương trình hôm nay lại tiếp tục lên bắn cá cho tất cả anh em xem nha anh em. Với số 4 là 18 củ anh em ạ. Anh em cùng theo dõi hết video xem 18 củ này bắn cá chút như thế nào nha anh em. Nói chung là ngày nào vẫn giống như ngày nào thôi anh em ạ. Đầu tư vốn lên để mà kiếm lãi kiếm lời. Ok, vào lục luôn hai con anh em ạ. Cái này thì bắn làm cái gì nữa anh em, đúng không anh em? Chưa chi bắn đã nổ như vậy cũng khá ngon. Mới vào chưa nói xong đã nổ lên tận gần 50 củ. Ăn đủ tình hình rồi đấy. Anh em nào xem video chưa like cho mình một lượt like và được ký kênh nhé. Còn em là muốn tham gia trải nghiệm con game hiện tại mình đang chơi thì link tải game dưới phần bình luận nha anh em. Hầu như là video nào mình cũng giới thiệu cái link cho anh em tải để anh em trải nghiệm cùng mình. Anh em tải theo link anh em sẽ có code à. Mình không bảo anh em nạp chơi nhưng mà anh em tải theo link là anh em sẽ có code trải nghiệm à. Chỉ cần làm con bot nó thôi nghỉ luôn đi cho nó nhanh gọn. Khả năng con bot này mình sẽ không ăn được. Vào đầu đúng cái dây nổ hai con. Ok, tiến luôn anh em, cho lên bảng đến một con số 51 lại còn số lại tè. Ok, vẫn còn nổ anh em ạ. Vẫn còn nổ thì vẫn còn bắn một tí nữa. Nào, lên tiếp nào. Chốt 70 nha anh em. Chốt 70, nếu mà không lên chốt 70. Đấy, thế thôi anh em, bắn cá là vậy. Vẫn nổ đấy. Vẫn nổ đấy, mà chốt như vậy là đẹp anh em. Thôi nghỉ nha anh em, bye bye anh em, hẹn anh em ở những cái video sau nha anh em. Nếu mà được like nhưng sẽ để cốt trên video nha anh em.